Mai Dương có đó không em ơi? Bích Phượng xin kính chào toàn thể các bạn. Bữa nay Bích Phượng nói về cái đám luật sư của đám dân chủ này chút xíu. Ăn tiền của đám dân chủ đúng là nuốt không dễ và nuốt không trôi. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã chứng kiến cái đám dân chủ lao vào cắn xé tổng sĩ vả đám luật sư nhân quyền, không biết cách làm việc. Chả biết đám dân chủ đã trả công bao nhiêu, giờ bị sỉ nhục cỡ này liệu có đáng. Và cầm đầu chiến dịch đánh các luật sư nhân quyền này là Nguyễn Trường Thụy, Trương Văn Dũng, các dư luận viên tay sai chính hiệu của Việt Tân. Còn nhớ chính đám này từng chấn chỉnh đám luật sư phải bào chữa theo hướng vô tội, lập luận kiểu gì cộng sản cũng đã kết án. Án bỏ túi rồi, luật sư chỉ cần phiên tòa, chỉ cần biến phiên tòa thành nơi đấu tố tội ác của cộng sản là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đến là màn đấu tố Hà Huy Sơn, chỉ vì thông tin Võ An Đôn đưa ra là Sơn Quyên Ngọc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, nhận tội để được giảm án sớm ra tù về với mẹ già và con thơ. Thụy và đồng đảng dấy lên chiến dịch phá mạ Hà Huy Sơn, xem ông này là tay sai mật vụ của công an tác động thân chủ, nhận tội làm lợi cho cộng sản. Nay thì đến lượt luật sư Ngô Anh Tuấn bị Thụy cho lên thớt chỉ vì không biết cách đưa tin về phiên tòa. Theo ý đồ của đám dân chủ cờ vàng, chung quy chỉ tại Ngô Anh Tuấn đã tung ra bản tường thuật diễn biến chi tiết phiên tòa xử Nguyễn Văn Đài và đám thủ lĩnh hội anh em dân chủ, không biết đưa tin ca ngợi sự kiên cường của Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình, không biết khai thác vết thương trên mặt của Hoàng Đức Bình để tố tội ác của cộng sản. Đám dân chủ cờ vàng luôn xem việc đưa tin từ phiên tòa ra bên ngoài cho chúng làm truyền thông chống cộng là sứ mệnh của đám luật sư nhân quyền. Không cần biết đám này làm được việc gì tốt cho thân chủ hay không, nhưng không phát ra được thông tin không có lợi cho chúng, chứng tỏ mấy tay luật sư đó nuôi tốn cơm cần được dạy bảo. Chính vì thế sau khi bị đám Thụy đấu tố thì hội đồng có thanh minh thanh nga các kiểu vẫn không vừa ý chúng. Luật sư Ngô Anh Tuấn về tường nhà mình Facebook đó lên án chúng là những ai sợ sự thật, tố đám dân chủ khi gặp luật sư nói sự thật thì nhiều người trong giới đấu tranh dân chủ không hài lòng với họ, họ luôn luôn đúng. Những người đấu tranh dân chủ, những người bị cáo buộc luôn luôn đúng và họ là biểu tượng sống. Nếu người bị buộc tội nói ra điều gì họ không thích nghe thì họ cho đó là kẻ hèn hạ, kẻ bị mua chuộc, bị chiêu hồi. Có vẻ như họ muốn những người này luôn luôn phải làm những làm họ là vật tế thần cho chúng vậy đó, và là những ngọn đuốc sống chứ không phải là một con người. Nếu luật sư nói ra điều họ không thích nghe thì luật sư đó cũng là kẻ hèn hạ, kẻ bỡ đích chính quyền. Không tự dưng mà cả Hà Huy Sơn, Trần Vũ Hải đều là thủ lĩnh khởi xướng ra đám luật sư nhân quyền, đồng loạt buộc miệng ủng hộ Ngô Anh Tuấn đã nói thẳng thắn sự dũng cảm hơn hẳn bọn họ khi bị đám dân chủ dạy bảo kỹ năng. Còn nhớ thời số luật sư nhân quyền này còn đếm trên đầu ngón tay thì chính đám dân chủ này ca tụng như họ như là một anh hùng, đưa chúng lên chín tầng mây vì sự dũng cảm đấu tố với thống tư pháp của cộng sản, bảo vệ quyền lợi cho đám phản động. Nay có thể thấy nghề luật sư nhân quyền vừa béo bở vừa kiếm bộn tiền từ thân chủ và cộng đồng chống cộng.
vừa nhàn óc chẳng cần vắt óc bào chữa giả máng cho thân chủ những điều những kẻ bỏ tiền ra không quan tâm, lại được quảng cáo miễn phí bởi cộng đồng mạng, bởi đám truyền thông phương Tây dân chủ cờ vàng, số lượng khá đông đảo, không có tay này thì có thể mướn cả tá tay khác, nên đám luật sư nhân quyền bắt đầu bị đám dân chủ đem ra xét lại đấu tố nếu không thỏa mãn yêu cầu của chúng. Còn nhớ Hà Huy Sơn từng bất mãn lên án đám dân chủ chống cộng mà chẳng hiểu luật sư, suốt ngày đăng bài trả lời phỏng vấn, thành lập cái tổ chức công khai nhận tiền. Tất cả các chứng cứ khi phía công an đem ra công bố trước tòa thì luật sư đành bó tay. Ấy thế mà đám dân chủ tởm lợm này á còn bắt luật sư phải đưa tin theo ý của chúng, thì chúng cực đoan đến cỡ nào và đàn áp nhân quyền ngôn luận người khác cỡ nào. Các cụ chúng ta nói cấm có sai, xin nghề thì tử nghiệp. Đám dân chủ tự chọn cho mình nghề luật sư nhân quyền chống cộng, tốt được đám rận chủ khen và ca tụng, không thỏa mãn yêu cầu của chúng thì chúng chửi mắng sỉ vả. Và tức là ông chủ đã bỏ tiền ra trả tiền hắt hủi chụp mũ đánh phá nếu không làm hài lòng chúng. Thì qua bài này chúng ta đã thấy những cái luật sư này á thật là tội nghiệp, chết vì đồng tiền đó, thì phải đi cãi cho chúng đó. Nhưng mà xin lỗi là tất cả các chứng cứ á, tòa án đã thu thập thì các luật sư này không thể cãi được. Các cái luật sư này á chỉ dày cái mặt thớt ra đó, chỉ vì tiền mà trơ cái mặt thớt ra để cho cái đám giận chủ này nó chửi mắng. Khi được việc cho chúng thì chúng ca tụng, mà khi không được việc thì chúng chửi mắng. Nhưng mà xin lỗi làm sao mà cãi được nữa. Nên các luật sư đừng có tham lam những cái đồng tiền bất chính đó mà uổng phí cái công học tập của mình. Cãi cái gì là phải cãi đúng, cãi sự thật, đừng có mà cái cãi cái chày cái bữa cãi ngang thì cãi làm cái gì. Nếu mà muốn cãi chày cái bữa cãi ngang á thì đừng có làm luật sư nữa, cởi cái áo luật sư ra và về học lại đi thôi. Trời cũng đang mưa quá, Đức Phượng đang ngồi ở ngoài quán. Đức Phượng xin đừng ở đây, xin kính chào tất cả các bà con và anh chị em.